là một người có đủ khả năng chạy lên chạy về một cách liên tục. Và những pha mất bóng của Đà Nẵng Dragons đã quy ra tới 16 điểm cho Sài Gòn Heat. Lại có rebound tấn công nhưng chưa có tình huống dứt điểm thứ hai chính xác, nhưng vẫn là cơ hội cho Heat. Hassan Thomas rất khỏe. Barrow, chàng trai của hiệp 3. Đây là Kencho Buckley. Hassan Thomas cũng đáp trả. Đúng là chúng ta đang được chứng kiến màn đấu tay đôi giữa Barrow và Thomas. Lúc này thì Kencho Buckley chưa có nhiều bóng ở quãng đầu hiệp 3. Cú Vinh, Hassan Thomas, cú ném ngay. Quá tốt. Hassan Thomas đang có một ngày ném quá tốt. Sandberg. William Trần là người đang theo kèm với Kencho Buckley. Luân chuyển bóng nhanh. Vẫn chưa ném Hassan Thomas. Cú ba điểm thành công thứ tư của Hassan Thomas. Cố gắng làm được. Hassan Thomas. Vẫn là Hassan. Hassan và Xê Nhúc. Quá hay tình huống là người quay quay. 4 cầu thủ Sài Gòn Heat. Kencho Buckley. Crossover kích ra cho Hassan Thomas. Cú ném ngay. Quá đẹp. Và đó là cú ném sọt rổ của Hassan Thomas. Buzzer beater. Một pha buzzer beater để khép lại hiệp 1 cực kỳ sôi động. Vâng, chúng ta có thể thấy là bầu không khí tại nhà thi đấu Cầu Giấy lúc này là rất nóng. Cho dù nhiệt độ tại Hà Nội trong ngày gần đây đã bắt đầu có xuống giảm nhiệt. Quá hay, hai đội ăn miếng trả miếng với những bài tấn công tuyệt vời và cả dấu ấn của những cá nhân. Và tôi tin rằng thật trơn tru, bóng đang trong tay của Buckley. Và như chia sẻ của chuyên gia huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh thì nhiều turnover là một điều thường xuyên xuất hiện ở VBA trong giai đoạn đầu mùa. Đó là một trong những nội binh được đánh giá rất cao. Và sau trận đấu đầu tiên chưa thực sự nổi bật thì ngày hôm nay Đà Nẵng Dragons sẽ rất cần anh. Cú ném xa chính xác của Lê Hải Sơn. Hassan Thomas.